Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Thì hôm thứ tư mình cũng đã giới thiệu cho các bạn một cái phiên bản cập nhật mới của iOS, đó chính là iOS 13.3 Developer Beta 1. Tuy nhiên thì đối với cái bối cảnh hiện tại thì một số bạn thì lại không thích dùng cái phiên bản Developer Beta, mà cái phiên bản iOS 13.2 thì lại quá nhiều lỗi, cho nên Apple cũng đã tung ra một cái phiên bản cập nhật tiếp theo, đó chính là iOS 13.2.2. Và ngày hôm nay thì mình cùng với các bạn sẽ cùng tìm hiểu xem ở trên cái phiên bản này nó có cái điều gì đặc biệt hay là nó có fix được lỗi hay không nha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ở cái chiếc iPhone XR của mình á, lúc trước thì mình đang dùng cái phiên bản là iOS 13.3 Developer Beta, thì mình không có cập nhật bằng OTA được, mình phải cập nhật bằng máy tính, cho nên là mình không có chụp được cái dung lượng cho các bạn xem được. Và trong cái phiên bản cập nhật lần này thì chỉ với 200MB thôi thì chắc chắn sẽ không có bất kỳ một cái tính năng gì mới hay là bất kỳ một cái thay đổi gì cả, mà Apple họ sẽ tập trung vào sửa những cái lỗi. Và lỗi đầu tiên mà Apple có thể sửa đó chính là lỗi về quản lý đa nhiệm cũng như là về RAM. Và theo như mình được biết, khi mà các bạn phàn nàn rất là nhiều về cái việc đó chính là iOS 13.2 khi mà mở trên iPhone, mở một cái ứng dụng ra là nó sẽ load lại. Và ở trên cái phiên bản này thì cũng đã được khắc phục, điển hình như những cái mà mình đã mở như là Messenger, Zing đó, các bạn có thể thấy thì đều không phải load lại bất kỳ một cái app nào cả. Và một cái điều khá là hay đó chính là nó cũng tương tự như cái phiên bản iOS 13.3, đó chính là khi mà mình mở rất là nhiều tab tuy nhiên thì nó sẽ không có load lại và vẫn sẽ giữ cho mình cái đa nhiệm cực kỳ là tốt ở trên cái chiếc iPhone XR. Và cái thứ hai mà Apple có fix lỗi trong cái lần này đó chính là lỗi về phần sóng. Thì trong cái bài lần trước mình có lên video thì mình có đọc một số comment của các bạn, thì các bạn cũng than phiền về cái việc đó chính là có sóng nhưng mà lại không bật được 4G, rồi là khởi động lại vẫn không được, rồi là các bạn phải tắt bật chế độ máy bay thì mới có thể khởi động lại được máy và kích hoạt lại được sóng. Và thậm chí khi mà có sóng thì người gọi tới cũng đôi lúc nó cũng sẽ báo thuê bao. Thì ở trên phiên bản này Apple cũng fix luôn cả cái việc này, và mình nghĩ đây là cái lỗi nghiêm trọng nhất, nó còn nghiêm trọng hơn cả cái việc đó chính là fix được cái lỗi đa nhiệm nữa, tại vì cái điện thoại nó liên lạc mà đó, cho nên là fix được loại này thì mình thấy khá là ok rồi. Và cái cuối cùng mà Apple có fix trong cái phiên bản cập nhật lần này đó chính là về phần Safari. Và như các bạn thấy thì hiện tại mình ở đây mình đang có cái dòng đó chính là Exynos 980 đó, thì khi mà mình vuốt ra, mình mở một cái app khác lên hay là mình mở rất là nhiều những cái ứng dụng khác và mình quay lại cái phần Safari thì nó sẽ không có load lại. Ở phiên bản iOS 13.2 lần trước thì khi mà bạn cứ thoát ra một cái, các bạn chui vào lại là nó sẽ load lại một lần nữa. Và các bạn sẽ bỏ lỡ những cái nội dung mà chúng ta đã đọc. Và mình biết là các bạn có khá là nhiều bạn chúng ta đọc truyện hay là đọc sách ở trên điện thoại mà cứ vào lại load lại thì chúng ta lại tìm lại cái nội dung đó đọc thì khá là lâu. Và ở trên cái phiên bản này thì cũng đã được fix hoàn toàn rồi. Và về phần hiệu năng thì chúng ta sẽ cùng đi qua một tí về cái thông tin về GarageBand 5 Pro. Thì khi mà mình truy cập vào GarageBand 5 Pro, mình có chạy thử ở đây thì cái điểm đơn nhân của nó sẽ là 1110 điểm, điểm đơn nhân, và đa nhân sẽ là 2599 điểm. Nó sẽ thấp hơn khá là nhiều so với cái phiên bản iOS 13.3 Beta 1 cũng như là iOS 13.2. Cái phiên bản iOS 13.1.3 thì nó sẽ thấp hơn cái phiên bản hiện tại của Apple đã tung ra. Mặc dù cái phiên bản 13.2.2 này nó có cái mức hiệu năng, nó có cái mức chống điểm bằng GarageBand 5 Pro, thấp hơn Beta 1, thấp hơn cái phiên bản iOS 13.2. Tuy nhiên về mặt đa nhiệm và những thứ mình đã nói về những cái lỗi mà Apple đã fix thì mình nghĩ là trong bối cảnh hiện tại, khi mà iOS 13.1.3 đã bị khóa và các bạn chỉ có một cái option duy nhất, đó chính là một là các bạn sẽ ở lại iOS 13.2, hai là các bạn lên phiên bản này, và ba là các bạn sẽ lên cái phiên bản Developer Beta như cái video lần trước mình đã chia sẻ. Thì những bạn nào mà chúng ta không thích dùng Beta thì các bạn có thể lên cái phiên bản này để chúng ta có thể fix được những cái lỗi còn tồn động ở trên chiếc iPhone nha. Rồi, và hiện tại thì như mình cũng vừa mới cập nhật đây thôi, cho nên là mình chưa có thể nào đánh giá chi tiết hơn về pin cho các bạn được. Thì những bạn nào mà đã cập nhật lên xong, sử dụng pin xong thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Và đây sẽ là cái trải nghiệm của mình ở trên chiếc iPhone XR. Mình không nói các bạn là lên hay không, tại vì bây giờ mình nói lên á, mà vài ngày nữa mình xài mình bị lỗi, mình lại lên một cái clip lỗi á, thì mấy bạn lại chửi mình là mấy thằng này ăn tiền YouTube rồi nhiều quá, cho nên là lên hay không là tùy vào các bạn. Và hiện tại mình thấy cái phiên bản này so với 13.2 thì nó khá là ok để các bạn có thể cân nhắc.
các bạn nhớ nhé, cần nhắc để chúng ta lên cái phiên bản này. Rồi, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình, và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bưu TV để ủng hộ mình nhé, và ủng hộ cho mình được 100.000 sub. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại.